Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục chia sẻ với nhau thêm một biến hóa mới của thuận pháo hoàng sa đối trực sa. Hôm trước mình chia sẻ thì các bạn nói mình nói chuyện quá nhỏ, tại vì đêm khuya nên là mình nói chuyện không lớn lắm, các bạn thông cảm. Thì hôm nay mình cố gắng nói lớn hơn chút xíu để chia sẻ với chúng ta. Thì như các bạn đã biết, hai bài trước chúng ta cũng đã học chia sẻ tham khảo với nhau hai trận pháp thuận pháo hoàng sa đối trực sa phế mã. Rồi hôm nay chúng ta đến với hình trận thứ ba, cũng là một hình thức bỏ trước lấy sau nhưng bằng một cách khác, bằng một những vị trí khác nhau để khi chúng ta lâm trận thì chúng ta dễ tiến hóa hơn, thì không làm mất thời gian của chúng ta nữa thì chúng ta vào bài luôn. Rồi chúng ta cùng chia sẻ nha các bạn, và có gì các bạn cứ comment xuống dưới để chúng ta cùng giao lưu với nhau nhé. Vẫn là tiên thủ thì có 2, bình 5, có 8, bình 5, mã 2, tấn 3, mã 8, tấn 7, xe 1, tấn 1, xe 9, bình 8. Thì những nước xuất quân căn bản của thuận pháo thì mình không nói nhiều, mình không nói nhiều để mà chúng ta đỡ mất thời gian. Xe 1, bình 6, mã 2, tấn 1. Vâng, đây là ra một cái hình hình trận quen thuộc của thuận pháo. Thì hình trận của thuận pháo thì bắt đầu biến hóa kể từ nước cờ này nha các bạn. Chúng ta chú ý quan sát kỹ hình cờ, vị trí quân, quân đứng như thế nào. Thì hai bài trước chúng ta đã học là xe 6 này, đúng không? Tức là xe 6 của bên tiên là bên chúng ta, là tấn xuống chiếm hàng cửu. Cái hàng cửu dưới đây thì chúng ta đã học qua hai bài, thì hôm nay chúng ta sẽ không tiến cũ nữa mà chúng ta sẽ tiến sáo thôi. Và chúng ta bắt cái quân pháo này, quân pháo đang trong trên này, chúng ta tấn xuống ngay đầu chương sĩ của đối phương, bắt pháo. Thì pháo hai của đối thủ buộc phải tấn hai nước, đúng là tấn hai nước, và để chúng ta phá vỡ đi cái hình trận thuận pháo của đối thủ trước. Và sau đó chúng ta thối hai để tiếp tục bắt pháo. Thì tới đây nếu pháo người ta thối về vị trí cũ thì người ta mất tiền, mà để giữ vững cái thế trận thì buộc người ta phải tấn chốt để nhờ mã bảo kê pháo, đúng không ạ? Nhờ mã bảo kê pháo để đủ thời gian cho người ta xuất quân khác, chẳng hạn như là lên sĩ phòng thủ hay là tấn xe quá hà, vân vân. Thì tới đây chúng ta tiếp tục khai quân cái cánh quân còn lại. Thì cái cốt lõi trong cờ tướng thì khai quân phải điều nha các bạn. Chúng ta khai quân không điều, nếu mà một khi chúng ta có lợi thế đi chăng nữa thì cũng không đủ quân để công, cho nên chúng ta cần phải khai quân điều khi lợi thế thì có thể hợp công. Chúng ta tiếp tục thì mã 8 tấn 7. Thì khi chúng ta đánh nước mã 8 tấn 7 này thì các bạn có thể thấy rằng là cái điểm yếu của chúng ta bắt đầu lộ ra. Quân mã này đang nằm rất là trong trên, quân chúng ta nằm trong trên như thế này thì dễ dàng bị đối thủ phục kích bằng nước pháo 2 bình 3, bắt lấy con mã 7 của chúng ta. Nếu mà lúc này chúng ta mà thối xe về để giữ mã thì chúng ta lại là người mất tiên. Còn nếu chúng ta nhập cung thì xe của đối thủ sẽ tấn xuống hàng chốt, quản lý lấy hàng chốt, và cặp mã của chúng ta thoát ra rất là khó khăn, rất là lâu, mất nhiều nước. Cho nên chúng ta không cần thiết phải giữ lấy quân mã này mà chúng ta công ngược lại nha các bạn. Pháo 8 tấn 5, bắt con mã thủ chốt đầu này. Con chốt đầu này nó rất là quan trọng trong một ván cờ, nó có cái chức năng phòng thủ rất là lớn. Nếu mà chúng ta muốn tấn công mạnh, tấn công nhanh mà không tiêu diệt được con chốt đầu này thì công rất là lâu, cho nên là chúng ta cứ tấn xuống bắt con mã này. Thì người ta từ đầu đã bắt mã mình để đánh vào điểm yếu của mình thì chắc chắn người ta sẽ chiếm trước một quân mã. Thì cũng như vậy, chúng ta pháo 8 bình 3 ăn là mã. Ở với tình thế trước mắt thì bên họ vẫn chưa có gì là nguy hiểm, chưa có gì là nguy hiểm, cho nên người ta sẽ tiếp tục đắt thêm một mã nữa. Thì vào trận chưa được mấy nước thì chúng ta có thể thấy là bên tiên đã mất hẳn nguyên một cặp mã thủ, bên hậu thì chỉ mất một quân mã. Thì chúng ta cũng phế mã, thay vì hai ván trước chúng ta phế mã ở lộ này,
ở vị trí mà quân mã chưa đi chúng ta đã phế, thì bây giờ chúng ta lại phế lúc mã đã đi, đã khởi lên một nước rồi sau đó mất, rồi tiếp tục mất thêm mã thứ hai. Nhưng mà các bạn quan sát lại hình trận thì có thể thấy tuy chúng ta lỗ quân nhưng đổi lại quân xe ở lộ 1 của đối thủ chưa xuất động, quân xe lộ 2 cũng chưa nằm ở hàng công thuận lợi, chỉ một pháo qua sông thì cũng không thể làm nên chuyện. Nên là chúng ta có thể dùng pháo 5 chém thẳng chốt đầu để tấn công. Thì bên đây buộc lòng phải sĩ 6 tấn 5. Thì lúc này chúng ta xuất động quân xe còn lại. Nếu chúng ta xuất động ra lộ này thì người ta sẽ bình xe kích đấu, chúng ta thất thế lỗ quân và dẫn đến thua trận là điều đương nhiên. Cho nên chúng ta không xuất động vào cái lộ này nha các bạn. Chúng ta tấn lên hai nước để bắt quân pháo này. Tại vì sao? Các bạn thấy quân pháo này ở đường ngang này thì không thể nào hoạt động được ở đâu tốt cả. Nếu mà tấn xuống một nước thì là một nước vô tích sự. Có nghĩa là xuống một nước vừa mất đi một nước mà vừa không có một chức năng gì để mà phòng thủ hay là tấn công. Cho nên buộc lòng người ta phải bình ra lộ 8 để nhờ xe ở lộ 8 này giữ. Rồi khi cấp bách có thể thối về đấu một pháo đầu của chúng ta, hoặc thối về ở một lộ nào đó ở dưới hàng cũ của đối thủ để người ta phòng thủ lại, chứ người ta không thể nào tấn một. Thì chúng ta đã lỗ một quân thì cái chúng ta cần là công nhanh thắng nhanh, nếu không với tình trạng lỗ quân dẫn đến tàn cuộc thì chúng ta chắc chắn thua. Thì xe chính bình 6 chúng ta tiếp tục tấn công và dò sát. Thì bên hậu chỉ còn một lựa chọn duy nhất là tướng phải xuất động. Thì chúng ta thấy tới đây ở hình trận này thì bên hậu đã rơi vào cái thảm họa mà do chiếm hai mã gây ra. Sau khi ăn được hai mã thì rơi vào một hình trận rất là khó thở. Thì tới đây chúng ta có thể dùng xe tiền xe để chém thẳng sĩ, hoặc là chúng ta có thể bình xe, bình hậu xe qua chiếu tướng ở lộ 4. Thì đến đây các bạn lựa biến hóa nào chúng ta cũng dẫn đến thắng cuộc. Ví dụ như chúng ta chọn biến đầu tiên là tiền xe của chúng ta, tức là xe trước gọi tiền, xe sau gọi hậu nha bạn. Có những bạn mới học thì chưa rõ vị trí quân á, cho nên là nhiều khi là mình không phân biệt được hai con xe trùng một đường như thế này rồi chúng ta phải đánh như thế nào, rồi khi mà người ta đọc thiệu lên thì mình phải đi ra sao. Thì cái thiệu á, các bạn nên để ý nha, ở hai bên quân cờ thiệu bài sẽ ngược lại, tức là nếu mà bên hậu, ví dụ như bên hậu tính từ phải qua là từ 1 đến 9 thì bên tiên từ phải qua cũng vậy, từ 1 đến 9. Ví dụ đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, và bên hậu thì ngược lại. Để phân biệt cái câu thiệu cho nên người ta phải sắp ngược số thứ tự lại với nhau để khi nói ra câu thiệu chúng ta biết là bên nào đang đánh. Thì tiền xe 6 này gọi là tiền xe 6, vì đang đứng ở lộ 6 của bên mình là lộ 4 của đối thủ, thì chúng ta tấn 4 ăn sĩ. Thì bên đây bên hậu có hai cách đi, một là thối sĩ 5 về ăn xe, hai là tướng 6 tấn 1. Chúng ta thấy bất cứ một lựa chọn nào của bên hậu lúc này đều dẫn đến thua cuộc. Giờ chúng ta sẽ thử trước nước đầu tiên là sĩ 5 thối 4 ăn xe. Thì chúng ta lưu ý nha, nếu mà các bạn đánh cờ chưa có kinh nghiệm hoặc là mới học đó, thì đừng vội vàng cầm xe chém sĩ nha. Vì sao chúng ta cầm xe chém sĩ là mở đường cho quân tướng này rộng ra, thì chúng ta khó đánh bí được trong một vài nước thì có thể chúng ta bị phản công. Và quân sĩ này chính là cái quân cốt lõi để chúng ta đánh bí, nó là một cản trở để chúng ta đánh bí. Cho nên chúng ta bình qua lộ 4 để chiếu tướng, Trường chi. thì buộc bên hậu có một nước duy nhất để đi là bình pháo ra che chắn. Thì chúng ta cứ chém thẳng pháo, và Trường tướng chi. buộc phải bình vào lộ 5, chúng ta tấn 1 và chúng ta sát cuộc. Thì tới đây bên hậu có thối pháo về để đấu pháo cũng không thể giải sát, chúng ta chỉ cần đơn giản thối pháo 1 thì bên hậu buộc phải tấn chốt 1. Thì tới đây chúng ta lại có hai nước để đi, một là chúng ta có thể thối pháo 3 về một nước sát cuộc, hoặc là chúng ta có thể tấn pháo 5 xuống một nước cũng sát cuộc đó. Cho nên là cái biến mà sĩ ăn về xe thì chúng ta thấy là nó không 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 được thích hợp lắm. Thật ra là ở biến mà xe mình tấn lên bắt pháo, nếu mà người đánh cờ có kinh nghiệm rồi thì người ta sẽ biết ngay những cái nước tiếp theo mình sẽ đánh.
Và tuy nhiên mình đang chia sẻ với các bạn đang tập và đang học, cho nên là mình buộc phải đánh tới sát cuộc như thế nào để cho chúng ta nắm rõ. Có những kênh dạy cờ tướng rất là nhiều, chia sẻ rất là nhiều, nhưng mà chỉ dạy đến ưu thế hay này nọ thì bắt đầu không đánh tiếp nữa. Thì có những người mới chơi cờ, người ta nước sát cuộc còn ít thì người ta sẽ không không có cách nào để mà người ta đánh thắng nhanh. Cho nên là mình muốn chia sẻ sâu xa chỗ là đánh cho đến khi tướng của đối thủ không còn lối đi. Thì chúng ta thấy như hình trận vừa rồi thì xe ăn sĩ, đúng rồi, xe ăn sĩ, Tướng chứ. sĩ ăn về đã dẫn đến phải ăn cuộc. Thì bây giờ sĩ đã không ăn về thì người ta sẽ làm sao? Tấn tướng là một nước. Thì tới đây chúng ta có thể thoái xe về bắt tiếp quân sĩ hoặc là bình xe qua chiếu tướng. Nước nào chúng ta đi nước nào trước cũng được. Nhưng mà theo đúng chính quy thì mình sẽ đánh là xe xe 6 phá 1. Xe 6 phá 1 chúng ta tiếp tục dọ như các bạn, dọ đánh thẳng vào sĩ để đánh sát cuộc tiếp. Và vậy đồng thời tránh đi cái lộ nguy hiểm này. Nếu chúng ta nhiều khi sơ suất đánh cờ không quan sát thì quân xe chúng ta mất hồi nào chẳng hay. Cho nên là nước này sẽ là an toàn hơn, an toàn hơn. Thì tới đây bên hậu thì chúng ta có thể thấy rơi vào hình trận này thì rất là khó chống đỡ. Nên mình đặt một giả dụ như bây giờ người ta tránh pháo trước, thì tránh pháo người ta có hai lộ để tránh. Một là người ta sẽ bình ra lộ 2. Còn hai lộ 2 tức là ở đây nha các bạn, lộ 2 của bên hậu gọi là lộ 2, bên mình là lộ 8 nha các bạn. Còn hai nữa thì người ta sẽ bình qua lộ 6 để người ta che chắn mặt tướng trước, tránh trước cái nước chiếu của quân xe này. Thì một trong hai nước này mình sẽ phân tích từ nước một. Chúng ta phân tích nước đầu tiên, nếu mà bên hậu bình ra lộ 2 thì dẫn đến thua cuộc rất nhanh. Pháo 3 của chúng ta nhập chung tiếp tục dò dò sát. Thì đến đây bên hậu nước duy nhất có thể đánh là có pháo về để phòng thủ. Tướng Xe chứ. chiến sĩ à, tướng bình xe qua Tướng chiếu chứ. và đem pháo vào vào cản tạo thành một pháo văn. Đó thì khi mà mình ra đây tạo pháo văn như thế này cũng chỉ là kéo dài thêm một vài nước thôi. Rồi sau đó chúng ta có thể là chém thẳng qua quân mã tiếp tục dò sát. Thì không còn quân gì để đỡ, cho dù có đem xe lên giữ đi chăng nữa thì chúng ta mới quay lại thôi. Thì dẫn đến vừa tàn quân mà vừa bị sát cuộc. Cho nên chúng ta có thể thấy là nước bình pháo ra lộ này thì hoàn toàn không thích hợp. Cho nên bình pháo ra đây trước là nước thích hợp hơn. Thì khi bình pháo qua vậy thì chúng ta đối lại bằng cách là đem pháo đầu ra chiếu Tướng luôn chứ. nha các bạn. Buộc pháo phải quay lại giữa để chiếu mà. Tướng chứ. Thì sau đó chúng ta chống sĩ lên. Thì chúng ta vừa phòng thủ mà lại vừa tạo ra một lực công rất mạnh. À, khi chúng ta chống sĩ thì bên đây có những chọn lựa, bất cứ là chọn lựa nào, bất cứ đi một quân nào, chẳng hạn như xuất thêm một xe ra thì chúng ta chỉ cần đơn giản thoái pháo, đúng không? Nếu mà bên đây tiếp tục chi kích pháo thì chúng ta nha, nếu mà chạy nữa thì cũng rất là khó, đúng không? Thôi chúng ta về luôn tới chiến sĩ. Mục đích chúng ta vì sao đánh vậy, tại sao từ đầu chúng ta không về luôn chiến sĩ? Đây mình có lý do như thế này. Vì sao từ đầu mình không về thẳng này mà mình chỉ về đây? Thưa các bạn, rằng cái tình trạng này mình gặp rất là nhiều những trường hợp các bạn đánh lỡ tay mình về quân pháo tới đây rồi bị người ta tấn một trong hai quân xe này lên bắt bắt pháo mình. Thì lúc đó mình gặp rắc rối là mình không biết phải làm sao, phải xoay sở như thế nào. À, thì mình rút về nữa lại sợ mất nước. Đó là đối với những người chưa có kinh nghiệm đánh. Thì mình muốn đi nước này để cho các bạn thấy, cho dù người ta dùng một trong hai quân xe này, bất cứ quân xe nào lên bắt pháo thì chúng ta tiếp tục có một nước nữa, chúng ta vẫn thắng như thường, vẫn chiếm ô, vẫn thắng như thường. Cho nên là khi vào hình trận này rồi thì các bạn dù mới biết đánh, dù đánh dở, dù đánh hay thì các bạn cũng chắc chắn sẽ đánh thắng nước cờ này, chỉ trừ khi các bạn hoàn toàn không biết đánh thì nước cờ này các bạn đánh mới không thắng. Còn nếu các bạn biết đánh thì chắc chắn nước cờ này đánh kiểu gì các bạn cũng thắng. Chỉ cần một nước bình xe qua nữa thì chúng ta có thể tạo sát rất nhanh. Cho dù bất cứ một quân nào của bên hậu động đậy là thua ngay. Đó. Còn thí dụ như ở trường hợp người ta không tấn xe bắt pháo
ta không tắn xe ô tô mà người ta chỉ tắn xe này lên đây thôi, chẳng hạn như vậy. Rồi, hoặc là người ta tắn lên để bắt pháo này, có rất là nhiều cách. Thì chúng ta cứ bỏ mặt pháo này, nếu mà bị bắt thì chúng ta tắn xe ra, không cách nào đỡ được tiền xe ô tô. Thì mình chia sẻ tới đây để cho các bạn thấy rằng thế trận thuận pháo rất là nhiều biến hóa. Mình nhớ không lầm là dù là thuận pháo hay nghịch pháo thì ít nhất phải từ 24 đến 27 biến hóa, 24 đến 27 biến hóa. Chúng ta học từ biến hóa một, học để trau dồi. Tại vì trong ván cờ đánh thì đôi khi sẽ xê dịch một vài nước khác nhau. Nếu chúng ta hiểu biết không nhiều về biến hóa của các trận thế thì khi dịch một nước cờ thì chúng ta có thể bị rối lắm. Có thể cảm thấy được những gì mình đang cố gắng, những gì mình đang tạo ra đột nhiên nó tan thành mây khói. Mình phải tìm cách lại từ đầu. Cho nên là mình chia sẻ nhiều biến hóa là lý do đó. Hai biến hóa trước mình đã chia sẻ là xe tấn từ đầu là xe đã xuống đây, còn hôm nay mình lại chia sẻ xe chỉ tới hàng sĩ để bắt pháo. Cho nên thấy là trong cờ tướng nó biến hóa rất là vạn thiên, môn giải trí rất là hay mà rất là nhiều người ưa thích. Thay vì chúng ta rảnh rỗi rồi đi uống cà phê hay đi làm cái gì đó không vân, thì chúng ta mở điện thoại lên chơi một ván cờ giải trí rồi chúng ta đi làm, hoặc là những ngày nghỉ cuối tuần chúng ta giải trí giao lưu với nhau một vài ván cờ, vừa chia sẻ với nhau kinh nghiệm đánh cờ, vừa giao lưu học hỏi và vừa không phải tốn kém nhiều vân vân. Thay vì có những người có sở thích thì chơi game liên quân gì đó vân vân, thì sở thích cũng tùy mỗi người. Nhưng mình thấy môn cờ tướng này nó rất hay ở chỗ này, tức là khi chúng ta chơi đánh cờ chúng ta sáng tạo ra những đường đánh, những nước đi làm cho chúng ta thỏa mãn, thì vô tình chúng ta làm cho đầu óc của chúng ta nó rộng rãi hơn, làm cho đầu óc của chúng ta nó sáng suốt hơn, nó mở mang rất là nhiều thứ. Cho nên mình cảm thấy cái môn cờ tướng này rất là có lợi, và cho nên là mình mới quyết định chia sẻ với các bạn cùng nhau học hỏi. Thứ nhất là mình phát triển về môn cờ tướng, thứ hai nữa là tập cho cái đầu óc mình nó linh hoạt, nó uyển chuyển. Thì mình chỉ chia sẻ cho các bạn tới đây, thì có gì các bạn cứ comment xuống dưới để chúng ta cùng chia sẻ thêm, học hỏi thêm. Có những kinh nghiệm nào của các bạn thì các bạn chia sẻ cho mình có những kinh nghiệm nào mình cũng chia sẻ cho các bạn. Thì mình cũng xin đính chính một điều là mình không phải là một kỳ thủ, càng không phải là một người đánh cờ giỏi. Mình cũng như các bạn là một người đang tập luyện, nhưng may mắn mình có một số tài liệu rất là hay, có một số tài liệu rất là hay mà mình thì không muốn chiếm giữ một mình, cho nên là muốn lên chia sẻ cùng với những bạn yêu cờ để chúng ta cùng nhau phát triển, chúng ta cùng nhau giao lưu với nhau. Để các bạn không hiểu cứ nghĩ là ô thằng này nó quýnh cờ giỏi tới đâu mà nó lên nó chỉ dạy nó chia sẻ, các bạn cũng xin lưu ý dùm mình nha, mình không phải chỉ dạy nha, mà mình chỉ mang tính chất lên chia sẻ đam mê với anh em. Mình có được một số tài liệu hay thì mình đem ra mình chia sẻ với anh em để cùng nhau phát triển, chứ không phải mình là một kỳ thủ hay là một kiện tướng quốc gia hay quốc tế đại sư vân vân. Mấy anh em hiểu dùm chỗ này nha. Vâng, nhà xin chào tạm biệt anh em nha.